Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Trước mặt các bạn đây, mình đã lấy một nhân vật có gấu bông để mô phỏng nhân vật SCP-2295. Một chú gấu bông có thể chữa lành mọi vết thương bằng cách may những bộ phận trên cơ thể của con người. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng nhân vật này để có thể tạm thay thế, nên trông có vẻ nó hơi gớm ghiếc so với nhân vật SCP-2295. Mong các bạn thông cảm. Chủ yếu là mình sẽ mô phỏng câu chuyện về SCP-2295, chú gối bông tuyệt vời này. Nào, không nói dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về chú gối bông đặc biệt chữa lành vết thương này nhé. Câu chuyện được bắt đầu với một người đàn bà già. Bà ấy có một người cháu nội, bà ấy rất thương cô bé, nhưng mà dường như cô bé bị bệnh rất nặng. Bà ấy không biết làm sao cả, bà ấy đã quyết định tặng cho cô bé một món hàng. Bà ấy cũng đã gọi cho dịch vụ chuyển hàng. Và rồi nhân viên chuyển hàng cũng đến đặt món quà lên xe và nhanh chóng di chuyển đưa đến nhà cháu nội của bà ấy. Liệu món quà đó là gì? Bà nội của cậu bé có thể giúp cho cậu bé vượt qua được cơn bệnh bạo hay sao? Xe chở hàng di chuyển được một đoạn thì bắt đầu đổ mưa. Bởi vì nhân viên chở hàng muốn gấp rút xong chuyến hàng này nên anh ta đã tăng tốc rất nhanh, rất nhanh. Và rồi anh ta thấy được một chiếc ô tô chết máy. Anh ta liền bẻ lái, nhưng mà thật không ngờ một vụ tai nạn đã xảy ra với xe chở hàng này. Sau vụ tai nạn, vị tài xế kiêm nhân viên chuyển hàng cũng đã đập đầu vào vô lăng, khiến cho ông ấy mất máu nhiều, không thể nào qua khỏi. Tất cả những người đi vượt bị ông ấy cán trúng cũng không thể nào vượt qua được luôn. Hàng hóa trong chiếc xe rơi rớt đầy khắp nơi. Nhưng mà khoan, có một cái thứ gì đó. Một con gấu bông, ông ấy đã chở một con gấu bông. Có phải là con gấu bông của người phụ nữ già tặng cho cháu nội mình hay không? Sau khi nhận được những thông báo của người dân đi đường thì cảnh sát khu vực cũng đã tới hiện trường để có thể làm rõ vụ án. Và rồi cảnh sát cũng đã dọn dẹp toàn bộ hiện trường. Nhưng trong lúc này, do lượng mưa quá lớn, dòng nước cũng đã cuốn chú gấu bông này trôi xuống một cái cống, do đó cảnh sát đã để quên chú gấu bông này, dọn tất cả các hàng khác. Một lát sau, đã xuất hiện một người. Người này thuộc nhân viên cấp D của tổ chức SCP. Khi chạy tới cái cống, người này đã ngất xỉu bên cạnh chú gấu bông. Có vẻ như người nhân viên cấp D thuộc tổ chức SCP này vừa chiến đấu với lại một ai đó, khiến anh ấy đã bị bắn rất là nhiều vết đạn. Cơ thể của anh ấy rụ lũng rất là nhiều lỗ, máu chảy ra rất nhiều và khiến cho anh ấy ngất xỉu. Đột nhiên, người nhân viên thuộc tổ chức SCP này không cảm thấy đau nữa. Anh ấy bắt đầu thức dậy và rồi anh ấy cảm giác như cơ thể của mình không như bị những vết bắn đó chì xé nữa. Thế là người này cũng đã đứng dậy. Anh ấy cảm thấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Hả? Rõ ràng mình bị thương rất nặng mà. Trời ơi! Hả? Con gấu bông? Tại sao? Lúc đầu mình nhớ nó nằm ngay đây mà. Bây giờ nó ngồi. Chẳng lẽ những vết thương của mình đều do con gấu bông này chữa lành hay sao? Không thể nào. Con gấu bông này là vật vô tri vô giác mà. Không được. Mình phải đem con gấu bông này về tổ chức để có thể nghiên cứu kỹ hơn. Chẳng lẽ chú gấu bông này có một điều gì đó kỳ bí hay sao? Thế là nhân viên của SCP cấp độ D này cũng nhanh chóng đem chú gấu bông quay về tổ chức. Sau khi đem chú gấu bông này quay trở về tổ chức SCP thì những người trong tổ chức này cũng đã bàn bạc với nhau. Người nhân viên cấp độ D kia cũng đã kể với lãnh đạo của mình. Và rồi những tên này bắt đầu ngẫm nghĩ và đặt chú gấu bông này trong một căn phòng có tên là 2295 và rồi lấy số hiệu cho chú gấu bông này là SCP-2295. Một cuộc thí nghiệm cũng đã bắt đầu. Theo lời của vị nhân viên kia kể, chú gấu bông này có khả năng chữa lành vết thương. Thấy được điều kỳ lạ đó, lãnh đạo tối cao của SCP cũng bắt đầu cuộc thí nghiệm. Ông ấy cũng ra lệnh. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người nào đó. Chắc có lẽ đây là một nhân viên cấp khác thuộc tổ chức SCP. Nhưng mà người này dường như bị thương rất là nặng. Dưới sự chỉ huy của lãnh đạo cấp cao, người này cũng nhanh chóng tiến thẳng và chui vào căn phòng có chứa con gấu bông SCP-2295 này. Lãnh đạo cấp cao bắt đầu nói: "Anh có chắc là con gấu bông này sẽ chữa lành
cho vị chiến sĩ của chúng ta hay không? Thưa ngài, tuy tôi không thấy nó chữa lành vết thương cho tôi, nhưng mà tôi chắc chắn nó là người đã chữa lành. Tôi chắc nó sẽ chữa cho bất cứ ai nằm gần nó, thưa ngài. Thế là nhân vật được thử nghiệm đưa vào phòng của con gấu bông kia cũng đã nằm nghỉ ngơi gần con gấu bông để với mục đích muốn cho nó chữa lành vết thương. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chú gấu bông đột nhiên cử động. Chú gấu bông đứng dậy và rồi tiến thẳng tới người đàn ông đang bị thương kia. Chú gấu bông khi tiến gần thì người đàn ông này ngất xỉu. Sau đó chú gấu bông đã cúi xuống kiểm tra vết thương của người đàn ông này. Dường như người đàn ông này đã mất rất là nhiều lớp da, và rồi trong cơ thể của ông ấy đã thiếu đi một quả thận. Dường như ông ấy đã trải qua một cơn bạo bệnh khiến cho ông ấy mất đi quả thận. Ông ấy chắc có lẽ đã chiến đấu gây ra thương tích như thế này. Nắm được tình hình của bệnh nhân, chú gấu bông sau đó đột nhiên dừng lại và sau đó đi khắp căn phòng để có thể kiếm được những vật dụng cần thiết. Chú gấu bông đã lượn quanh để có thể lấy được những vật giống như là kim, chỉ hay là những thứ gì đó đại loại như là kim, chỉ, kéo để có thể may giá và tạo lên một điều gì đó. Sau khi lấy hết toàn bộ kim, chỉ và đầy đủ thiết bị, chú gấu bông nhanh chóng dừng lại và tiến thẳng tới chỗ của người đền nhân kia để có thể thực hiện ca phẫu thuật của mình. Tất cả những người đứng ở ngoài xem há hốc mồm vì có thể thấy được một điều kinh khủng đến như vậy. Cuộc phẫu thuật diễn ra giống như là một phép màu vậy. Chú gấu bông sử dụng kim chỉ để khâu lại những vết thương. Gấu bông đã tạo ra một quả thận bằng vải thay thế chỗ quả thận bị mất của người đàn ông này. Và rồi một điều kinh khủng lần nữa lại xảy ra. Chú gấu bông mang số hiệu SCP-2295 này cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật. Người đàn ông kia đã lành lặn hoàn toàn vết thương và rồi ông ấy bắt đầu động đậy. Chú gấu bông quay trở về chỗ và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì người đàn ông mở mắt ra và rồi anh ấy có thể động đậy được. Thậm chí anh ấy còn cảm thấy rất là khỏe. Anh ấy cảm thấy rất là tuyệt vời. Vết thương của anh ấy không còn đau nữa. Quả thận nhói trong lòng của anh ấy không còn đớn nữa. Lãnh đạo tối cao của SCP chứng kiến được cảnh này vô cùng hoan hỷ. Hay, hay, hay lắm, hay lắm. Nào, nào, hãy đem tất cả các anh em chiến sĩ thuộc các cấp độ khác vào đây để cho chú gấu bông này có thể chữa lành vết thương. Đừng quên, hãy đem thêm kim chỉ và rồi bông băng, nhanh lên. Một số lượng chiến sĩ thuộc tổ chức SCP bị thương nặng được đưa vào trong căn phòng này. Và rồi họ cũng đã cung cấp đầy đủ tất cả những thiết bị để thuận lợi cho chú gấu bông mang số hiệu SCP-2295 này thực hiện ca phẫu thuật. Quả thật là điều tuyệt vời. Nhân viên giám sát chú gấu bông này cũng đã chứng kiến hết toàn bộ những cảnh chú gấu bông này có thể chữa lành bất cứ bệnh gì, dù là bệnh ngoài da hay là bệnh trong lục phủ ngoại tạng. Chú gấu bông này đã theo giờ tạo ra những bộ phận để thay thế những bộ phận bị hư hoặc là tạo ra những lớp da vô cùng kỳ lạ. Sau khi những bệnh nhân đó được chữa lành, thì người giám sát này cũng đã chụp X-quang kiểm tra sức khỏe những người đó hoàn toàn bình thường. Thậm chí, những bộ phận được thay thế bằng vải, bằng bông kia lại hoạt động y chang như những bộ phận thật của những người đó vậy. Thật là vi diệu. Tưởng chừng như chú gấu bông có thể chữa được bất cứ bệnh nào, bất cứ chuyện gì. Nhưng mà cho đến một ngày, có một người đàn ông thuộc cấp độ A trong tổ chức SCP. Ông ấy bị thương rất nặng. Ông ấy là một người nằm vùng trong tổ chức của cảnh sát. Và rồi ông ấy bị phát hiện nên bị bắn một phát vào trong con mắt, xuyên qua màng não. Ông ấy vô cùng lo lắng. Nghe được thông tin chú gấu bông có thể chữa bách bệnh, ông ấy nhanh chóng xin tổ chức tới phép để có thể chữa bệnh cho mình. Ôi trời ơi, nhìn anh trông rất là nặng, nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Chú gấu bông của chúng tôi có thể chữa bất kỳ cơn bệnh nào, anh cũng sẽ như vậy thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ như ông nói. Cảm ơn ông, giám sát SCP-2295. Và rồi người giám sát cũng đã chỉ cho người đàn ông bị thương này
nhanh chóng bước vào trong căn phòng kia. Dường như người đàn ông này bị thương rất nặng, máu của ông ấy đã xuất huyết rất là nhiều, não của ông ấy đã nát đi một phần rồi, thiệt là kinh khủng. Ông ấy vừa bước vào trong căn phòng, lúc này căn phòng chỉ có một mình ông ấy là bệnh nhân mà thôi. Ông ta cũng nghe lời dặn dò của người giám sát là phải tiến gần chú gấu bông khoảng cách là 2 mét và sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Chú gấu bông này sẽ giúp ông ta khôi phục các cơ quan trong cơ thể bị hư hỏng. Và đúng như vậy, chú gấu bông bắt đầu dịch chuyển, khám xét bệnh nhân của mình. Chú gấu bông đã thấy được bệnh nhân của mình tổn thương vùng não rất quan trọng. Chú gấu bông nhanh chóng đi lấy kim chỉ mà những người trong SCP đã chuẩn bị cho chú. Sau đó, chú gấu bông mang số hiệu SCP-2295 này quay trở lại người đàn ông và bắt đầu cúi xuống. Chú gấu bông này đang dệt, dường như chú gấu bông này muốn tạo ra một thứ gì đó. Một lúc sau thì người đàn ông bị thương rất nặng này cũng đã tỉnh dậy. Nhưng mà Khoa, dường như anh ấy vẫn còn bị thương. Anh ấy cảm thấy đầu của anh ấy vẫn còn rất là đau, thậm chí còn đau hơn nữa. Chẳng lẽ chú gấu bông không giúp anh ấy hay sao? Đúng rồi, vậy chuyện gì đã xảy ra với chú gấu bông vậy? Anh ấy đã cố gắng đứng dậy để xem chú gấu bông tại sao lại không giúp mình, trong khi đó chú gấu bông đang cố gắng may và tạo ra một thứ gì đó mà. Nhưng mà khi anh ấy ngó xuống thì anh ấy đã thấy được chú gấu bông đang tạo ra những thanh sô-cô-la bằng vải. Dường như chú gấu bông đang khóc, chú gấu bông đang ôm lấy chân của anh ấy. Chẳng lẽ chú gấu bông không thể nào chữa được bệnh cho anh ấy hay sao? Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên người ta thấy chú gấu bông này đổ lệ. Chú gấu bông này đã tạo ra những thanh sô-cô-la để cho người đàn ông này ăn. Bởi vì chú gấu bông biết rằng ông ấy sẽ chết. Trước khi chết, chú gấu bông muốn cho ông ấy sự ngọt ngào. Chẳng lẽ chú gấu bông không thể nào chịu được cái bệnh xuất huyết não hay sao? Những chấn thương về con người, chú gấu bông không thể nào chữa được. Người đàn ông ngắm ở phía ngoài, người đàn ông giám sát cũng đã chứng kiến hết toàn bộ sự thật này. Ông ấy không ngờ cuộc đời đúng là nhiều chuyện xảy ra bất ngờ thiệt. Rồi, có lẽ như câu chuyện về chú gấu bông SCP-2295 đến đây là kết thúc. Các bạn hãy cho mình ý kiến, cũng như đóng góp ý kiến để mình có thể phát triển thêm nội dung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.